nay thì là chủ yếu là Ngọt về giới thiệu về cái thực phẩm chức năng nha các bạn. Thực phẩm chức năng hiện tại bên Xúc Ngọt bán đa phần là về kẹo bổ cho bé nè, canxi này cho bé và canxi cho người lớn. Và đặc biệt ngày hôm nay là Ngọt mới về hàng á, một cái sản phẩm mà mới so với Xúc Ngọt, đó là collagen. Nhưng mà collagen này là collagen dạng viên, dạng thuốc và hàng của Canada nha các bạn. Đa phần Ngọt bán collagen của Mỹ, nhưng mà ngày hôm nay là Ngọt nhập sách tay từ nhỏ em, mà bé em của Ngọt gửi về để Ngọt giới thiệu cho các bạn coi luôn nha. Đây. Tại cái tính của Ngọt rất là kỹ, Ngọt sợ là khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà hàng cao cấp, hàng mắc tiền, mà cái bao bì của nó là cái dạng cái bao bì màu trắng, Ngọt sợ bị dơ, mà nhiều khách thì họ không hiểu quá, là khi mà mình vận chuyển về nó sẽ có một phần là lỗ là do dễ bị móp hộp nè, rồi dễ bị dơ những cái vỏ hộp, cho nên là Ngọt phải khi mà về hàng cái là Ngọt phải bọc lại liền. Cái sản phẩm đây, sản phẩm Ngọt đang giới thiệu cho bạn đây, collagen. Rồi tiếp nha các bạn. Đây cái collagen mà Ngọt muốn giới thiệu cho các bạn là cái bao bì nó như thế này, và Ngọt sẽ mở ra bên trong cho các bạn coi nha. Collagen 30 và biotin thì ngay cái tựa đề của nó luôn là mình biết ngay là cái sản phẩm này là cung cấp collagen và đặc biệt có biotin, có nghĩa làm đẹp, mà đẹp tóc, đẹp và móng và đẹp da luôn nha các bạn. Collagen 30 có nghĩa là cái số 30 này á, tượng trưng cho là mình uống trong vòng chưa tới 30 ngày nó có tác dụng luôn nha các bạn. Tác dụng cải thiện rõ rệt luôn về da và về tóc, về móng. Đây các bạn coi này. Hàng này là hàng sản phẩm của Canada. Và đặc biệt đó, các bạn mà Ngọc nghĩ là các bạn là mới sinh xong hoặc là các bạn đang chuẩn bị muốn làm mẹ thì Ngọc nghĩ là cái sản phẩm collagen rất là có tác dụng. Tại vì là khi mà mình sau khi sinh một thời gian, khi mà mình không cho bé bú nữa nha các bạn, thì bắt đầu là mình bổ sung collagen để mình cải thiện lại cái về tóc, về móng và da. Khi mà như Ngọt á, Ngọt là một người mới, Ngọt đã có con rồi, và Ngọt thấy khi mà sau khi sinh tóc Ngọt rụng rất là nhiều khi. Đây này các bạn nhìn này, cái chỗ này này là lúc đó Ngọt, nếu như có hình thì Ngọt sẽ đăng lên hình cho các bạn coi. Nếu mà các bạn nào mà theo dõi Facebook của Ngọt á thì các bạn biết liền là khi Ngọt mới sinh xong Ngọt hay chụp hình á, là nguyên cái vòm này, vòm tóc ở đây này các bạn, là Ngọt hói rụng rất là nhiều tóc. Và da mặt của Ngọt thì đỡ hơn các bạn khác, những mẹ bỉm sữa khác, là nó không có về lão hóa về nhiều, như là không xuất hiện những cái đốm tàn nhang hay là nám, nhưng mà tóc Ngọt rụng rất nhiều luôn các bạn. Cho nên là Ngọt khuyên các mẹ nào mà sanh bé xong rồi, nếu như mẹ đó không có cho con bú, thì ngay lập tức các bạn nên sắm cho mình một hộp collagen để cung cấp lại những cái lượng chất collagen mà mình không thể nào mà ăn mà bổ sung hoàn toàn được nha các bạn. Ngọt thấy là không bao giờ mà mình ăn mà kể cả canxi luôn. Cho nên là ngày hôm nay Ngọt chỉ nghiêng về collagen nhiều hơn để mà giải thích tại lý do tại sao mà Xúc Ngọt lúc nào cũng có collagen để phục vụ các bạn. Vì là mình đã từng trải rồi, và những bạn nào mà chuẩn bị làm mẹ như Ngọt nói đó, khi trong quá trình mà mang thai á các bạn, là tóc của mình cũng rất là bị rụng, cũng rất là nhiều nha các bạn, và cái da của mặt của mình cũng rất là dễ bị lão hóa. Và đặc biệt những cái nám là xuất hiện đa phần, rất nhiều phụ nữ khi mang bầu bị nám rất là nhiều nha các bạn, hoặc là đổ lên những cái nốt tàn nhang. Cho nên là nếu mà bạn nào mà chuẩn bị muốn có em bé thì trước đó mình phải bổ sung collagen trước, để khi mà mang bầu á là mình không uống nữa, thì có sẵn cái lượng chất collagen nó làm cho mình cái độ lão hóa nó chậm đi tối thiểu và hạn chế tối thiểu nha các bạn. Chứ Ngọt không có nói là khi mà mình uống collagen xong để mà mình đẹp rồi và ngưng trong quá trình mang bầu, đặc biệt là không uống collagen các bạn, là ngưng lúc đó là mình sẽ không có bệnh lão hóa hoặc là rụng tóc hoặc là bị tàn nhang mụn, là hoàn toàn không có nha. Là nó sẽ làm cho mình giảm tối thiểu cái vấn đề đó. Và đặc biệt là khi mà sanh xong rồi cũng nên uống, và những bạn nào mà chừng 25 tuổi là bắt đầu phải bổ sung collagen. Ngoài kem ra, kem dưỡng da hay serum, tất cả những cái về bên ngoài mặt da thì nó chỉ có tác dụng dưỡng ngay tức thì và theo một thời gian chu kỳ, từ bắt đầu mình sử dụng cho tới khi mà mình xài bền bỉ thì da mình nó đẹp ngay lúc đó. Nhưng sâu thẳm bên trong á, nói từ sâu thẳm thì hơi kéo siêu quá đúng không các bạn, nhưng mà bên trong mình, nhưng đặc biệt là như móng này, về tóc này,
thì hoàn toàn là những cái em dưỡng da nó vô tác dụng, tại vì chỉ có dưỡng da thôi. Cho nên là mà mình thường dưỡng da đa phần là các bạn là chú như Ngọt đang bán cho các bạn luôn á, về sản phẩm sữa Ngọt bán là đa phần các bạn chỉ chú trọng về gương mặt, gương mặt, chứ các bạn không có chú trọng nhiều về body. Rất có nhiều bạn thì chăm sóc cả body nữa, nhưng mà hoàn toàn Ngọt thấy là nó sẽ không có nhiều những cái sản phẩm mà các bạn chăm chỉ cho siêng năng để sức cả cái body của mình hàng ngày luôn. Gương mặt có chút xíu à, mình có thể chăm sóc hàng ngày, ngày 2 lần mà có các bạn thì 1 lần. Tại vì tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình và các bạn đi làm nữa. Cho nên là Ngọc nghĩ là collagen này rất là tốt. Và đặc biệt là nó làm cho mình đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, và đẹp từ tóc này, móng và da luôn nha các bạn. Nếu bạn nào có điều kiện thì Ngọt nghĩ là nên sắm cho mình một hộp collagen. Và đặc biệt collagen Ngọt đang cầm trên tay quảng cáo cho các bạn này coi á, thì nó đây, collagen 30 và whey với lại biotin đẹp da, đẹp móng và đẹp tóc, trong vòng 30 ngày đổ lại, gần 30 ngày sẽ có tác dụng ngay tức thì nha các bạn. Sẽ cải thiện rõ cho các bạn thấy là ở tóc mình sẽ đỡ rụng hơn, đỡ rụng nha các bạn. Nhưng mà nếu mà mình cung cấp collagen thường xuyên, tóc mình rất là đẹp và bóng và da rất là ok luôn, bóng mà đẹp căng luôn nha các bạn. Thì hôm nay thì cái clip này thì Ngọt chủ yếu là giới thiệu cho các cái sản phẩm collagen 30 with biotin bên shop Ngọt có mới nhập về hàng của Canada nha các bạn. Chứ Ngọt cũng vẫn có hàng của Mỹ luôn, vẫn đang bán hàng của Mỹ, nhưng mà hàng của Canada này á, thì giá nó hơi cao hơn so với lại của Mỹ. Và đặc biệt cái lượng viên của nó chỉ có 120 viên, hộp này được 120 viên. Và cái cách sử dụng là mình uống trong vòng một ngày mình uống 3 viên, và mỗi một lần uống như vậy là uống 1 viên nha các bạn. Đây, uống trước khi ăn nửa tiếng nha các bạn. Đó, cái bao bì một tiếng rất là dễ thương. Ngọt clip hôm nay thì Ngọt giới thiệu cho các bạn biết collagen tới đây. Và Ngọt nếu như bạn nào mà thấy những cái thông tin đó Ngọt đưa ra cảm thấy có bổ ích cho bản thân mình, thì các bạn có thể bấm subscribe để đăng ký theo dõi các clip sau của Ngọt nha. Hẹn gặp lại các bạn một cái clip khác. Rồi, bye bye các bạn.